Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng thầy đến đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con không phải thế, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Từ bài tin mừng hôm nay, tôi viết cái nét nhạc: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và mong ước biết bao cho lửa cháy lên. Thầy còn phải chịu một phép rửa, và lòng khắc khoải cho đến khi hoàn thành. Cái lời của Chúa Giêsu tác động đến chúng ta. Thứ nhất, đó là một Thiên Chúa mà lại làm mong ước. Thiên Chúa toàn năng, Ngài có quyền phán một lời có mọi sự. Nhưng mà khi Ngài diễn tả cái mong ước lại là một nói đến một tình thương đến tận cùng, để nâng chúng ta lên và trao cho chúng ta cái sứ mạng mà Chúa thực hiện. Và bây giờ đây Ngài sắp kết thúc cuộc đời thì Ngài trao lại cho chúng ta để thực hiện cái mong ước đó. Trước hết là chúng ta hiểu cái từ lửa ở trong Kinh Thánh cũng có rất nhiều nghĩa. Trong Kinh Thánh đã dùng đến 480 lần nói về lửa. Nếu lửa có thể diễn tả sự hiện diện của Chúa như là ông Môi-se thấy ngọn lửa đốt cái cây đó, hoặc là lửa ban đêm soi dẫn dân đi ở trong sa mạc, hoặc là cái ngọn lửa thiêu rụi như là ông Giacôbê Gioan lại thầy cũng muốn chúng con khiến lửa chiếu xuống thiêu đốt cái dân mà chống lại con đường mà Chúa đi không. Hoặc là chúng ta cũng thấy lửa là Chúa Thánh Thần đậu xuống trên các môn đệ. Cho nên lửa có rất nhiều ý nghĩa. Có thể ngọn lửa là nói lên cái trái tim bừng cháy tình yêu. Mà hôm nay tôi muốn xin chia sẻ với tất cả chúng ta, đó là Chúa Giêsu nói Thầy đem lửa xuống thế gian. Đó là ngọn lửa của tình yêu cha, và cũng là ngọn lửa yêu nhân loại. Ngọn lửa yêu cha cho nên Ngài đến để thực hiện ý cha. Và ngọn lửa này cũng chính là chân lý, cũng chính là sự sống mà Chúa khát mong để con người được tham dự vào theo thánh ý cha. Và cho nên để yêu cha, Ngài đã đến trần gian để thực hiện cái điều mà cha mong muốn. Và điều cha mong muốn lại là để thể hiện tình yêu con người. Và để yêu con người thì Chúa lại là có một cái khắc khoải. Khắc khoải đó là Thầy chịu một phép rửa. Chúng ta hiểu phép rửa Chúa chịu đây là chính cuộc khổ nạn, để Chúa bước vào cuộc phục sinh và giải thoát con người, và để thể hiện tình yêu để con người được về với cha, được yêu cha. Cuộc đời chúng ta có những cái ước mong mà chúng ta cảm giác như là điều này bây giờ phụ thuộc vào người khác. Cha mẹ ước mơ cho con cái thì rõ ràng cha mẹ không có quyền nữa, mà do con cái thảo hiếu với cha mẹ thì thực hiện ước mơ đó. Riêng Thiên Chúa không phải là Ngài cần. Riêng Thiên Chúa, Ngài không phải là để mong chúng ta bổ túc cho Ngài điều gì, mà chỉ là tình yêu của người cha dành cho người con. Mà Đức Kitô đến để thực hiện cái tình yêu cha, khi Ngài yêu cha và Ngài thực hiện ý của cha để cứu độ nhân loại.
Trong trần gian chúng ta có thể không màng đến ước mơ của người khác, không màng đến cái mong đợi của người khác, mong muốn người khác. Chuyện đó có lẽ là không sao. Nhưng mà nếu mà điều mong ước đó liên hệ đến chúng ta mà chúng ta không thực hiện thì cuối cùng ai là người chết? Chúng ta thấy có những nhà khoa học, những nhà về môi trường, họ gào thét lên, họ nói với chúng ta như là bảo vệ rừng, như là bảo vệ những cái môi trường, chúng ta không nghe. Rồi cuối cùng á, là với cái lòng tham, với cái mù quáng của mình, chúng ta không nghe họ, thì cuối cùng hôm nay chúng ta đang đón nhận cái gì? Một môi trường ô nhiễm, một cuộc sống chúng ta thấy bất an. Như vậy thì khi Chúa Giêsu nói Thầy mang lửa xuống thế gian, lửa yêu Cha và yêu con người này, ngọn lửa của chân lý, ngọn lửa của Thánh Thần này, để đưa con người vào với sự sung mãn, tình yêu, sự thiện mỹ của Thiên Chúa Cha, chúng ta không nghe thì chúng ta cuối cùng là gì? Không phải Thiên Chúa sẽ mất mà chúng ta mất. Không phải Thiên Chúa cần chúng ta mà chúng ta cần Chúa. Và bây giờ chúng ta sống không có cần gì đến Thiên Chúa thì chính chúng ta đang đào huyệt chôn đời mình, chúng ta đang hủy diệt đời mình. Quan sát vào trong cuộc sống, chúng ta thấy có những người không màng gì đến Thiên Chúa, không cần gì đến niềm tin, và bây giờ sống theo bản năng của mình. Thì điều gì xảy đến trước mắt anh chị em? Anh chị em đang thấy. Và chúng ta cũng sẽ đi vào trong con đường đó nếu chúng ta không lưu ý đến, thứ nhất, lửa Chúa Giêsu đã đem đến. Thứ hai là chúng ta cũng không khắc khoải với Chúa Giêsu, thì chính chúng ta sẽ là chịu cái hậu quả, đó là chúng ta hủy diệt đời mình, làm cho đời mình bất hạnh, cho môi trường cũng là khốn đốn. Như vậy hôm nay chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu để nói lên Ngài nâng chúng ta lên. Ngài như mời chúng ta cộng tác, à Thầy đem đến, và bây giờ đây Thầy muốn cho ngọn lửa đó tỏa ra, và bây giờ muốn này trao cho ai? Giáo hội, và giáo hội là mỗi người chúng ta. Chúng ta đặt lại trong cuộc đời, nếu Chúa Giêsu đã đem lửa xuống thế gian, chúng ta đem gì vào thế gian? Nếu Chúa Giêsu khắc khoải, chịu phép rửa là chịu đau khổ để cho ngọn lửa đó được cháy lên, thì chúng ta mỗi ngày khắc khoải điều gì? Đó là điều mà chúng ta cần xét lại. Và để cho thực hiện được mong ước Chúa Giêsu và đưa chúng ta lên làm con Chúa, nâng chúng ta lên cao đó, thì đừng bao giờ chúng ta quên nhắc lại Thầy đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao, mong ước biết bao cho lửa đó cháy lên. Chúng ta trật lại một ngày sống, tôi có thực hiện được, tôi có lưu tâm đến ước mong của Chúa Giêsu trao cho tôi không? Và để cho ước mơ của Chúa được thực hiện, được tôi thực hiện, thì anh chị em lại xét lại một ngày sống của chúng ta. Chúng ta chạy vội, chạy vàng, chạy theo điều gì? Và chúng ta khắc khoải một điều gì? Hay là chỉ tìm cách để ôm cho mình? Hay là chúng ta khắc khoải để cùng với Chúa Giêsu chịu những cái gian nan mà đời chúng ta gọi là hy sinh, để cho tình yêu được triển nở, để cho tình yêu như một ngọn lửa bùng cháy lên không? Và muốn được như vậy, chúng ta thấy phúc âm không dễ dãi bao giờ. Phúc âm luôn mãi là một cuộc chiến đấu mà Chúa nói, các con đừng có ngồi mơ tưởng là Thầy đến để đem bình an cho thế gian, một sự bình an là chiều theo những dục vọng, chiều theo những bản năng. Không, Đức Kitô đến trần gian, đưa tin mừng đến trần gian là để chúng ta bắt đầu chọn lựa. Một là để chúng ta tự chôn vùi đời mình với trần tục. Hai là chúng ta phải chiến đấu để chúng ta thắp ngọn lửa của Đức Kitô và đi vào trong cái cuộc khổ nạn mà Đức Kitô đã đi trước. Và điều này không phải chỉ là giữa con trai với cha, con gái với mẹ, mà giữa chính bản thể chúng ta đây này. Ai trong chúng ta cũng thấy, à, chúng ta đi theo đường trái dễ hơn đường phải, để vươn mình lên khó hơn là để chúng ta chìm đời mình xuống. Và đó là cuộc chiến đấu. Không ai không gặp những cái gian nan này. Cho nên xin Chúa Giêsu đấng đã đến để đem cái ngọn lửa yêu Cha, đem ngọn lửa chân lý,
đem ngọn lửa của tám gối phúc thật, đem ngọn lửa của Thánh Thần Chúa đến trần gian. Và qua cuộc đời của Ngài, Chúa đã thắp lên trong thế giới, Chúa trao cho giáo hội, Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Và Thầy mong muốn con, mong muốn tất cả tôi, quý ông bà, anh chị em, mỗi ngày lưu ý đến và thắp lên. Và nếu chúng ta không có lưu ý đến, đời chúng ta vô nghĩa, đời chúng ta sẽ làm mất cái ý nghĩa của sự hiện của chúng ta. Và đến một ngày, chúng ta thấy con đường của chúng ta không mãi ở trần gian, ai cũng biết điều đó. Nhưng chúng ta sống như là không có ngày mai, thì đó mới là một cái nguy hiểm mà hôm nay chúng ta xin Chúa Giêsu luôn luôn cho chúng ta một ánh lửa của Ngài trong trái tim chúng ta. Và cho chúng ta khẳng định rằng, xác định rằng, nếu một ngày con không có lưu tâm đến ngọn lửa Chúa đã đem đến trần gian, không có khắc khoải về một phép rửa mà Chúa chịu, thì con cũng chịu, để cho tin mừng của Chúa, để cho sự sống của Chúa được chiếm ngự trong chúng ta, và chúng ta có khả năng trao ban cho anh chị em. Không bao giờ có chiến thắng nếu không chiến đấu, nếu không bao giờ đi lên nếu chúng ta không có nỗ lực. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho những cố gắng của chúng ta. Amen.